Lu Lu, mày mới đi đâu vô vậy Lu? À hả? Nãy giờ mày đi đâu vậy? Nãy giờ hả? Hồi nãy giờ bận đi gì á? Rồi mày làm gì mày liếm lum la dữ ghê quá vậy? Hả? Chùi đít chưa? Hả? Chùi đít là cái gì? Là chùi cái lô đít mẹ. À chưa. Hả? Chưa. Trời trời, chưa sao đi lông nhông ngoài làm gì mày đâu vậy? Thì đang tìm cách chùi đít nè. Sao nãy không chùi luôn? Hồi nãy quên. Trời đất ơi luôn. Ừ. Chị, rỉ tôi thấy bữa dơ quá trời luôn nghe luôn. Tại sao nãy đi toilet không chịu trong toilet rồi chùi luôn? Thì quên. Mày nha luôn. Mày á, mày bỏ cái mặt ngây thơ giùm cho tao nha. Đi yểm chịu chùi đít rồi ra ngoài trây trét. Mày biết hôi nhà lắm không? Cho mày ra ngoài sân ở luôn bây giờ. Kìa cái lưng mày còn dính tùm lum kìa. Dính gì đâu, dính xà bông á, chứ không phải dính cứt đâu. Nè, cái dỗi nè, phải không? Đâu có đâu phải cứt đâu, xà bông á. Tại sao lại xà bông? Thì hồi nãy mới ỉa xong tôi có rửa tay mà. Mày rửa tay tại sao mày không biết rửa đít luôn? Dạ đâu là tôi quên. Trời ơi mày quên cái kiểu kỳ kỳ luôn. Ỉa xong còn nhớ rửa tay mà quên rửa đít là sao? Bây giờ mày tìm cách rửa đít liền cho tao. Thì đang chuẩn bị rửa đít nè. Rửa bằng cách nào? Đâu ông đoán thử coi. Sao tao đoán được hả? Trời bởi nói ông dở. Sao chùi sao? Bây giờ tôi chỉ ông nè. Bây giờ muốn rửa đít phải không? Đó, bây giờ phải quấy cái cổ lại coi cái đít bây giờ nó dính ở chỗ nào. Đó, rửa tay có dính gì luôn không? Tay chân có dính gì không? Liếm kỹ liếm sạch nó. Nè nè mày đừng có đánh lung lãng nha. Mau quay lại toilet rửa đít liền nha lên. Từ từ. Từ nãy giờ mày biết nó hôi lắm không? Ông nói gì kỳ vậy? Tôi có nghe hôi gì đâu. Ông xạo không à? Có mày nói rồi mày. Xạo, quá xạo. Riết tôi thấy ông xạo á. Ê lu 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 lu. Ừ? Cái gì? Tao cho mày vô nhà thì dễ, mà tao quăng mày ra ngoài cửa sổ còn dễ hơn nghe luôn. Trời ông đợi xíu đi, có gì đâu mà gấp. Đi rửa đít liền đi. Thì đợi chút đi, để cho nó khô cái. Mày để cho nó khô làm chi? Để tôi lết xuống cầu thang. Ủa sao lết xuống cầu thang làm chi? Thôi cách nhanh nhất để rửa đít là tuột xuống cầu thang đó. Ông đợi chút nghe, để nó khô cái tôi tuột. Thì tôi bó tay mày luôn luôn. Tôi nói thiệt, tôi còn bó tay tôi luôn mà huống chi là ông.